Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi cuối cùng, sàn đấu tài năng. Trò chơi đầu tiên có tên là cover bài hit. Mỗi đội sẽ chọn một bài hát của nhóm PA36 và cover lại trên nền nhạc của một bài hát khác. Các em hiểu chưa? Hiểu. Xin mời DJ. Thì hiện tại vì thi đang có hai lá thăm, cho nên bây giờ là mời hai đội, mời cử đại diện hai đội lên để bốc hai lá thăm này, coi là mình sẽ hát bài hát nào. Ok, và bây giờ em sẽ công bố bài số 1 có tên là We Are Friends và bài số 2 có tên là Chỉ Một Lần. Xong. Hai bài hát, bài 1 và bài 2, em sẽ đều sử dụng một nền nhạc có tên là Niềm Vui Của Em. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, và bây giờ em là DJ và em sẽ được làm cái trò này đúng không? Em cho nên là DJ mà em. Dạ, em là DJ nhưng mà cái phần này là em bật nhạc. À, cho nên là Thi, sẽ cho bài 1 hát trước. Và bây giờ, việc Thi, anh Ti Up và anh Mon sẽ là ban giám khảo. Em sẽ cử đội màu đỏ chơi trước. Ok. Vâng, đội màu đỏ sẵn sàng chưa? Rồi. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, cool. Trời ơi, nhạc vui tươi quá. Cho nó dạo dạo hay hay nè. Nhạc này nghe muốn lên đồi cái. Yeah, yeah. Bạn âu lo, ngồi co ro. Hôm nay tôi đi thi sẽ chưa có chữ gì. Đừng lo chi, ngồi đây đi. Tâm ngồi chỉ trong chứng khoán bài tập anh văn. Hay muốn xin môn văn như chi tiết qua trời. Đừng lo chi, ngồi đây đi. Yeah, những lúc buồn cứ dựa vào vai tôi. Bao âu lo sẽ tan là biển thôi. Có vấn đề cứ tìm về là bên tôi. Bao lo sẽ tan là biển thôi. Vì ta luôn yêu thương nhau, dù có rắc rối đến mấy cũng sẽ bước về với nhau. Ok. Cảm ơn. Ok. Bữa nay biết gì không? Em thấy lạ nhất là anh Nơ đó. Vô đọc rap luôn rồi. Vô kiểu như đúng tủ vậy em. Kiểu vô. Thì chưa đưa ra bình luận gì cả. Trước tiên là phải để vòng đội vàng thi trước trước khi đưa ra bình luận. Ok. Mọi bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3, vô. Trời, nghe bài này có nhớ tổ không? Gì vậy? Tưởng đi nhớ tuổi thơ. Không, mấy cái bài kiểu Tây Nguyên á. Bài thay mình khám hôm qua, nỗi buồn cũng trôi đi rất xa. Nghĩ trong đầu chỉ cần đứng bên nhau. Wow. Chẳng hề khó khăn nào nữa đâu. Thôi hết tôi rồi bắt đầu em. Mới đầu dặn lòng mình cứ ngang đường đầu. Đằng vui đi mai tính sau. Nếu buồn thì hang nên đi xem với rất mau. Khi buồn thì cứ ngân nga ôm mấy câu. Nào đi khúc quan trọng nè. Khi nào vô nói chị nha. Vô. Vô. Hát lên đi. Nói lên đi. Nào bỏ bày tỏ hết suy nghĩ đi. Ngại chi. Sao nó phèo dữ vậy ta? Nói yêu nhau đi. Sống một lần. Chỉ sống một lần. Ok. Ây cha. Đặc biệt đau bụng quá là, sau chương trình này người ta có thể kết nguyên cái đoạn điệp khúc của chị để mà người ta nghe thường xuyên luôn nha. Yeah. Nó mang một cái tính rất là giải trí. Đúng rồi. Một bài hit mới đó chị. Đúng rồi. Bài mà đưa tay vào tay chị là chị vỡ bài. À, Thi, em cho bình luận trước đi em. Thật ra em thích nhất là cái đoạn nhạc dạo đầu của mọi người thích nhất. Wow. Đoạn mà chưa ai hát gì luôn. Đoạn chưa ai hát gì á, em thích nhất là đoạn đó. Thì theo em nghĩ là em thấy đội bên kia thì có chất riêng, nhưng mà em thấy đội bên đây có lẽ vẻ như là phổ melody nó hay hơn. Nó đặc sắc hơn. Dạ, nó đặc sắc. Hai người kia chờ mà chị lên thì em trừ chị. Em vote cho đội nào nào? Em vote cho đội màu vàng. Wow. Yeah.
Chị đăng ký trong đội màu vàng nha. Rồi, thư ký của anh. Dạ. Thực ra thì em thấy đội màu vàng thì phổ hay hơn thật. Nhưng mà vì đoạn cuối ấy, nếu đoạn cuối mà hay mà tròn trịa hơn nữa, chị Giang Linh hát không cười là em sẽ vote cho chị. Ý em nói gì hát dở? Dạ không. Em nói gì hát dở sao? Tại chị hát mà chị cười. Dạ bây giờ chị hát lại chị không cười nè. Hát lên đi. Nói lên đi. Rồi thôi. Cuối cùng là em sẽ vote cho đội đỏ vì là tròn trịa và bài cũng cá tính hơn. Đúng rồi. Em kỳ ghê á chị. Rồi đến em. Người quan trọng nhất. Thì rõ ràng là đội đỏ thì được nhất là winner. Hát rất là chuẩn. Trời ơi, rap mà thành đúng kiểu nhạc xưa luôn ấy. Trời ơi. Đúng rồi đấy, khen mỗi winner thôi là hai người còn lại hiểu nhá. Trò chơi thứ hai có tên là tỏa sáng. Luật chơi như sau. DJ sẽ bật các bài hát của PA36 và những bài hit quen thuộc. Thành viên của mỗi đội sẽ thi xem đội nào nhảy được nhiều bài nhất. Đội nào có nhiều thành viên nhảy đúng động tác, nhảy đúng bài nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Ủa là mình nhảy bài của chính mình rồi. Đúng em, nhưng mà có thể là những bài hit nữa. Nhưng không chắc là chị đã nhớ đâu. Đúng, bài hit là sao anh? Bài hit là những bài hit đâu em. Bài hit đều. Thôi bây giờ mình vô nè. Còn chị Gia Linh thì sao, có được du di không? Các bạn cũng phải thông cảm là chị sẽ không biết các bài của chị mình cứ vào đúng không? Chị freestyle. Chị freestyle. Freestyle em đúng rồi. Freestyle luôn nha, ok. Ok chưa? Ok. Mọi người xin mời đi chơi. Ok, go. Bài nào quen thuộc nha. Bài này đỉnh lắm luôn á. Em thích bài này lắm luôn á. You will never know if you never go. Chơi mọi người sao mày cũng biết chạy hết chơi vậy? Bài nhóm em hả chị? À bài nhóm em hả? Thôi mọi người chạy cho đẹp đôi hình đi. Ôi, đội vàng đang bị hơi nhát vế nha. Chị cũng dễ nhảy. Trời sao tụi nghe ông nhảy dữ vậy? Ghê. Bài nào cũng biết hết hả em? Vô. Every day. Ok, tới đó rồi. Yeah, cái bài sai là một vui chơi với một ba nữa. Yeah. Ca sĩ. Trời giỏi quá. Để cái xem mà mọi người có nhớ nhiều không? Ôi, tầm bài tủ B36 chứ. Bài này tủ rồi, bài này là không biết nữa rồi thôi nè. Ok. Rồi, Việt Thi. Em nhận xét trước đi. Cái thứ nhất là em thấy đội bên kia nhảy nhiều hơn là chắc chắn là sẽ được một điểm rồi. Cái hai là bên đây em thấy chị Linh nhảy rất là sung nha. Tuy là không biết gì không biết gì nha sung. Nhưng mình thấy mình quá sung luôn. Xuất sắc. Mình phải tô màu cho đội đúng rồi. Mình phải tô màu đó. Cho nên là em quyết định là chọn đội bên kia rồi, đội bên kia thuộc bài nhảy đẹp hơn. Em có thể không thêm vế sau cơ mà. Em thì em thêm thế thôi nhưng mà em vẫn chọn đội này. Ok, xứng đáng không sao. Mặc dù là đội bên này nhảy khá ăn thật nhưng mà ấy, chơi mà phải ăn nhẩu cái tinh thần. Đúng rồi. Mà cả hai nhóm đều có rất là nhiều tinh thần, đặc biệt là bên này đấy. Thế nên là em để hai đội hòa nhau ở vòng đấu này.
tổng kết lại ở vòng thi cuối cùng này thì đội vàng vẫn là đội giành chiến thắng. Yeah. Bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Và trước khi kết thúc chương trình thì em xin thay mặt cả nhóm PA36 và cũng như quý vị khán giả đang xem thì rất là cảm ơn chị Linh đã đến đây với bọn em ngày hôm nay. Em nghĩ là chị là gọi là người mà ăn tươi nuốt sống em nhất trong tất cả những cái dàn khách mời đấy. Em cứ sao á, em chị có làm gì em đâu. Chị đã nói nhanh xin xác mà. Điều duy nhất, điều đầu tiên chị làm em đó là em mỏi cổ quá. Em á, em thì em quá đáng lắm luôn á. Giận dễ sợ. Mong rằng tất cả các bạn sẽ cùng gặp lại PA36 vào tối thứ 6 hàng tuần ở trên kênh YouTube cũng như là trên kênh VLive của PA36. Xin chào và hẹn gặp lại. We are friends.